Toàn xin mến chào quý các bà con cô bác. Hiện giờ Minh Toàn đang có mặt tại bãi biển Cửa Lò thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đất nước của Việt Nam. Và bây giờ Minh Toàn đang có mặt tại bãi biển Cửa Lò vào một mùa hè. Hôm nay nhiệt độ ở bãi biển Cửa Lò cũng có thể nói là rơi khoảng 32-33 độ C. Khi về bãi biển Cửa Lò thì bây giờ đang là 16 giờ hơn, gần 17 giờ. Như quý bà con cô bác đang nhìn thấy là bãi biển Cửa Lò là đang thu hút rất là nhiều người về tắm biển Cửa Lò. Thì trước mặt quý vị và bà con cô bác cũng là một số cái hình ảnh quen thuộc của một số cái người tắm biển. Thì như quý bà con cô bác đang thấy, ngoài những cái người rất là xinh đẹp về tắm biển Cửa Lò thì còn có các cái người cao niên hay các em nhỏ về tắm biển Cửa Lò. Thì ở đây cũng có thể nói là bãi biển Cửa Lò là một trong những cái bãi biển mà thu hút khách rất là đông khi về với miền Trung nói chung cũng như là về Nghệ An nói riêng. Và cách đây khoảng 3 năm thì bãi biển Cửa Lò là bị cái nước của Nomura hay là cái nhà máy lọc dầu gì đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cá nhân Minh Toàn thấy là nước bây giờ khá là trong và khá là sạch sẽ, nên chính vì thế mà thu hút rất là nhiều khách khi về bãi biển Cửa Lò. Thì bây giờ Minh Toàn xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy cùng Minh Toàn đi dạo quanh một vòng bãi biển Cửa Lò nhé. Quý bà con cô bác đang dạo quanh bãi biển Cửa Lò cùng với Minh Toàn. Hiện giờ bãi biển Cửa Lò là đang làm 16 hơn gần 17 giờ. Thì như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy ở đây là bãi biển Cửa Lò thì thu hút rất là nhiều khách. Về bãi biển Cửa Lò thì ngoài những cái bậc cao niên, các em nhỏ, còn có những bạn thanh niên rất là xinh gái. Mà quý vị bạn hãy chờ trong video của Toàn, có những em rất là xinh gái thì quý vị bạn sẽ bắt gặp được những hình ảnh đấy trong video này. Thì như thế mà rất mong quý bà con cô bác nên bỏ qua những cái giây phút của video Minh Toàn. Ở đây một trò chơi của các bạn trẻ. Ủa em ngồi im đi cho nào. Cái tay vào vào cháu. Cái này biển Cửa Lò vào ngày hôm nay là cũng nhiệt độ cũng rất là mát mẻ để mà cho chúng ta về với bãi biển. Nhiệt độ ở ngoài trời bây giờ là khoảng 30-31 độ C thôi quý bà con cô bác. Khi về bãi biển thì quý bà con cô bác có thể bắt gặp được những cái hình ảnh rất là quen thuộc của những người tắm biển.
Đây là một cái trò chơi đắp cát của người khi mà đi tắm biển. Đây là một trong những cái trò chơi mà các em nhỏ hay thích khi về biển, đó là trò chơi đắp cát. Đây. Và như quý bà con cô bác đang có thể quan sát ở trước màn hình, bãi biển Cửa Lò hôm nay cũng nước nó cũng không được trong xanh như những ngày bình thường. Bởi vì cách đây 2 ngày thì ở Nghệ An có những cái trận mưa lớn, thành ra là biển cũng bị ảnh hưởng một số cái thời tiết. Chính vì thế mà nước nó không được trong xanh như những cái ngày bình thường đâu ạ. Khi mà chúng ta về bãi biển sẽ bắt gặp một số cái đoàn mà người ta đi theo đoàn và người ta tổ chức đi tổ chức ví dụ đá bóng hoặc là những cái trò chơi như trước mặt quý bà con cô bác đang nhìn thấy. Nước Cửa Lò về với giải đất cát miền Trung. Cũng có những kiểu hình kỷ niệm chung với những Minh Toàn đang cầm điện thoại để quay những video gửi đến quý bà con cô bác. Chính vì thế mà trong quá trình quay máy nó hơi rung lắc thì rất mong quý bà con cô bác hết sức thông cảm với Minh Toàn nhé. Đấy, các bạn nhìn, sau đây giữa hai bờ mông của chị nào. Đấy, anh nào cảm thấy thích. Đấy, mấy tuổi rồi anh? Một tuổi rồi. Một tuổi à? Tắm mát không con? Thích nhờ? Đấy, ở đấy là một cái khe. Đấy, anh đâm vào đi. Bãi biển Cửa Lò là một trong những cái bãi biển ở miền Trung mà cá nhân Minh Toàn cảm thấy là quý bà con cô bác nên một lần về với Cửa Lò, về với Nghệ An để chúng ta nên khám phá.
Đây thì như quý bà con đang có thể thấy là ở đây ngoài những cái ngoài những trẻ em ra còn có các cái thanh thiếu niên về đây tắm biển rất là đông và rất là nhiều sinh nhiều người thì để quý bà con cô bác có thể nhìn thấy được những cái hình ảnh rất là quen thuộc khi chúng ta về ba biển. À, trước mặt quý bà con cô bác là một số cái hình ảnh về một số cái thuyền hay là những cái chú cá heo bằng hơi để khi mà các em nhỏ về bãi biển thì chúng ta có thể là khám phá và trải nghiệm. Minh Toàn đang đi dọc bãi biển Cửa Lò ở thị xã Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An, Việt Nam ngày nay. Như quý bà con cô bác đang nhìn thấy là đây là một cái hình ảnh mà hai mẹ con đi tắm biển rất là đẹp. Ngồi lên con kia đi con. Không dám ngồi à? Và Minh Toàn đang quay video này gửi đến quý bà con cô bác là Minh Toàn đang quay với một cái bằng cái máy điện thoại. Và trong quá trình di chuyển thì video nó hơi bị rung lắc thì rất mong quý bà con hết sức thông cảm cho Minh Toàn nhé. Có khả năng là máy của Minh Toàn chắc đầy rung lương rồi, Minh Toàn xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn quý bà con cô bác, hẹn gặp quý bà con cô bác trong những video tiếp theo.